Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, danh hiệu của Địa Ngục Phẩm Thứ Năm Phổ Hiền hỏi. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát: Bồ Tát rằng, thưa nhân giả sanh ngài vì trời gồm bát bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, mà nói danh hiệu của địa ngục là chỗ hạ bát và hạng chúng sanh bị, mà nói danh hiệu của địa ngục là chỗ hạ bát và hạng chúng sanh bị đau khổ trong cõi ta bà cùng như phù đề này, và nói như sự vừa bỏ bát không đời là cho chúng sanh trong cõi ta bà này, mà sự vừa bỏ không đời là cho chúng sanh trong hạ pháp sau này. Biết rõ nhưng quả báo đó, ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Hơi nhân giả sinh na tra năng quay lực của na tra năng sức vô hạn của Đức Phật và quay lực của ngài, mà nói danh hiệu của những địa ngục cùng những sự vừa tỏ báo và ác báo danh hiệu của địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Danh hiệu của địa ngục hơi nhân giả phương đông của Di Bồ Đề có giới nấu tên là Hiết Vi, vì nó đối tới hẳn có sẽ có mặt trời và mặt trăng, trong đó có địa ngục tên là Cực Vô Giới, lại có địa ngục tên là Đa Tỳ, lại có địa ngục tên là Giới Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Quả Tiễn, lại có địa ngục tên là Giác Sư, lại có địa ngục tên là Hông Hương, lại có địa ngục tên là Hiết Sa, lại có địa ngục tên là Hiết Phàn, lại có địa ngục tên là Hiết Y, có địa ngục tên là Hiết Ngô, lại có địa ngục tên là Hiên Nhẫn, có địa ngục tên là Hiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Luân Hải, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, nó có địa ngục tên là Tỏ Hủ, nó có địa ngục tên là Hiêu Cước, nó có địa ngục tên là Đạm Nhĩ, nó có địa ngục tên là Hiết Hoàng, nó có địa ngục tên là Chánh Luận, nó có địa ngục tên là Hiết Thù, nó có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thôi nhân giả, trong núi Hiết Vi có những địa ngục tên thế số nhiều vô hạn, nó có địa ngục Cái Quế, địa ngục Bạch Hiện, địa ngục Phóng Nếu, địa ngục Đồng Tỏ, địa ngục Hóa Tượng, địa ngục Hóa Cẩu, địa ngục Hóa Mã, địa ngục Hóa Ngô, địa ngục Hóa Sơ, địa ngục Hóa Hạch, địa ngục Hóa Sài, địa ngục Hóa Lương, địa ngục Hóa Ưng, địa ngục Hóa Nha, địa ngục Bắc Bề, địa ngục Ông Huyết, địa ngục Hoa Hổ, địa ngục Hoa Cứu, địa ngục Đạo Hách, địa ngục Hoa Ốc, địa ngục Hoa Ốc, địa ngục Hoa Lan, những địa ngục như thế số nhiều vô hạn, những địa ngục như thế, trong đó mấy ngục lớn hay các ngục nhỏ, hoặc một hoặc hai hoặc ba, có mấy đến trăm nghìn, nên hiện là chạy, hiện cái lòng nhau, ngài trầm tắt, theo ngài Phật thành một tác rằng, nhân giả, chúng sinh có như vừa đề tạo ác các quả, chúng sinh có như vừa đề tạo ác, mà từng người chưa cảm những điều như thế, nhập đời rất lớn, có hai sáng mới cho gì, có hai sâu về mình cả, có hai ngàn năm hánh, vì hết chúng sinh chết trên đời quá nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết để có qua báo gì đến muốn được phải cho lấy, chỉ hơn như cha bé con muốn trong hai ngày của mình đi khác đường, để có gặp nhau cũng chẳng là chỉ có hai nhau, hai cho nên quay hằng có đức Phật mà nó sẽ lực như này với như ngục, cho mong như vậy trong ngày này đó. ngày với một tác đắc rằng nhờ từ lâu tới đó biết nên qua từ lâu tới đó biết, tới đó biết tôi có được phải để đào rồi, nhưng vì muốn chúng sinh có thật về món nhân giả nó ra đây, để chúng sinh trong có tâm ái cho mình, để cho chúng sinh có tâm ái cho mình mà phát sau này nghe được lời dạy của nhân giả và biết như hướng gì pháp của Phật, và báo trong địa ngục nghe trong một tác thôi, còn một một tác của nhân giả như thế nào bắt cái địa ngục như vậy, họ có địa ngục cái nào người tạo ra để cho cái kẻ bùi danh đó, có địa ngục mọi tên mới tỏ ra biết là sao ăn, có địa ngục rất là độc cho đó bắt người tội âm lấy, có địa ngục người nói lớn với tất cả người tội, và có địa ngục thì có thể là văn giá, có địa ngục để có hệ được văn thể, có địa ngục lo chăm sóc, có địa ngục công nhiều nữa, và có địa ngục khi đốt chúng ta, có địa ngục học, có địa ngục chỉ đọc lên, có địa ngục chỉ đốt chúng ta học, có địa ngục cho ánh sáng quan cảnh, có địa ngục thì được cái sách là có địa ngục trong mắt thần sắc, chúng sẽ gây bắt cái địa ngục như thế trong mắt ngọc Phật, còn có trong mình cổ để hành hình rồi là bằng đồng bằng sắt bằng đá bằng lửa, đó là cái cổ này do cái hành nghiệp của ác chúng sinh mà cắm bày ra, nên thôi cỡ cái sự việc này, nếu thừa cỡ cái sự việc này, cái bóng này địa ngục, sự việc này địa ngục, chỗ địa ngục, nếu thừa cỡ cái sự việc này chỗ địa ngục, tại trong mắt ngọc Phật còn có trong mình hết có sở với cái địa ngục, do cho nên sẽ vào hầm có Đức Phật và bị nhân giả hỏi mà nó sẽ được như thế, nó trong giải trong cái này đó, mà nó sẽ được như thế, nếu nó gõ cái hầm kiếp nó cũng không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, như ngay tháng tháng phẩm thứ sáu, Phật Phóng Vô Nhận Bảo, lúc ra khắp phần của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi các bức tranh đầm nước, hàng sao có nước trong cõi cái vật. Trong bức tranh đó, trong bức tranh đó còn chưa lâu pháp của tánh của chúng ta.
tất cả nào bồ tát bạch trời thường biểu hành lắm em, khi nhận các bạn sự này cho bồ tát ở trong mười phương thế giới này, mười phương thế giới người sẽ cùng nhau cùng các bạn thấy chúng ta có chúng sanh sau khi thành bồ tát thì chúng ta sẽ gặp một bạch trời biểu hành nên nhiều phương trước đây nhìn cái này họ thấy chuyện nó bất ổn ra nên nhiều phương trước đây nhìn cái này là chúng ta cảm là chúng sanh có tất cả sự công chứ cái tôi nước bạn phổ hiện hình nó là xong cho họ có một vị bồ tát tên là phổ quản nên là phổ quản cung kính chấp tay bạch cùng lúc ra bạch cùng lúc ra đây còn được nghe nói tôi khen ngợi thành tích rất là ngất lớn mấy cái bạn như thế trong mong nước như là những không biết là sao trong người phát sau này tôi nói sự những lúc này thành tác là rất cho hàng trời người là cho hàng trời người bắt buộc chúng tôi là sao các con là cái đức phật bây giờ đức phật mong ngày con người ta giúp cho chúng gần lắng nghe lắng nghe ta sẽ bị cái ông mà nói được sự đức này là trong bồ tát làm biết cho người trên trời với một phật vong để cho chúng con sẽ nên muốn nghe và nhận sẽ biết bây giờ đức phật mong ngày con người tác nên là sẽ có người nếu có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của người đại tăng bồ tát hoặc chấp tay hoặc nhận khen hoặc lễ hướng một người đó sẽ vào tập khỏi đến 30 kiếp hoặc có là được con bồ tát nếu có người hoặc có người nào nếu có kẻ hiện nam người nữ nào hoặc anh chụp ngày này cho bồ tát và cho một lần chiêm ngưỡng một lần đến lễ người đó sẽ được sanh có trời đang nằm trong lành cho con pháp vi sa đà bá trò nữa nếu như cái phước trời đã hấp mình xuống xuống nhân gian vẫn còn cũng vẫn là vị đế vương không bất sự lên lớn còn nữ thân mẹ con tác nếu có người nữ nào chán thân xíu nếu có người nữ nào chán thân gái hay là cũng nhìn từ bạn thân ngày này cho bồ tát nên sao nếu có người nữ nào nhìn chán thân gái hay là cũng nhìn từ bạn ngày cho bồ tát rồi ngày đẹp thế là cũng như cái bài ngày đẹp trời một tháng ngày ngày nay mua hơn nổi nổi người phục cũng một trường phái đẹp và bác cũng nhìn thấy mắt không thôi rồi nữa đó sau khi mẹ hồi có hơn hiện tại hàng cho nên muốn tiếp không còn ở sân con nữa có hơn nữa không nên là hoan gái trừ khi biết làm tổ phúc mình cũng nói gặp phải hoan gái đó là cũng xanh nên là phúc cũng nhìn được trời một tháng cũng cái đó cho mừng tiếp không còn ở sân mừng mới tiếp không còn ở sân màu còn không còn hơn gái này nữa hơi xinh đẹp và nữa đẹp của Bồ Tát có nếu có nữ nào như thanh xíu bị mình tật đó là chưa từng có này cho Bồ Tát chứ tâm kinh nữa nên lại trong khoảng một bữa ăn người đó sau khi mấy một người nữa đó trong kinh mình muốn kết à thân được hình tướng một xinh đẹp không có bệnh tật không có bệnh tật là sau khi đó nếu không nhập con gái họ trong mình muốn đời hoặc là con gái nhà vua cho đến là vương phi làm nhỏ nhà quan lớn cũng thấy cái vị đại chuyên giả cái mà nó chơi xinh đẹp nhưng vì có làm chí hành cho người nó lan cho người nó cảm giác mà được như thế quý hàng không vậy là nữ đẹp của Bồ Tát cho người xem có người nam người nữ nào có cái chức tưởng này có Bồ Tát mà chúng ta mà cho có hết kể nhạc tâm ca khen ngợi cùng như cùng dùng hoa cúng dường cho nó khóa được một người hay nhiều người thì người đó trong này ta chính thôi là sao là cho người bị hận người đem heo vậy còn không cho những việc không giữ được tên người đó là để cho người đó có chuyện cái tao bất ngờ kinh chém tội ấy kinh chém mất tội đức tại quan mà ta cho mình sao nếu có người ác giả khởi quỷ nào nếu gặp kẻ hàng nam người nữ nếu gặp kẻ hàng nam người nữ nào quỷ phân tính ảnh lễ cũng vừa nghe khen đánh lễ chuyên ngữ đánh lễ là có bồ tát là có người trong bồ tát và bọn sư cha là không có công đức không có sợi lết hạt nhân ngang ra cầu chơi xe lên ngang chơi trước mặt hoặc thông báo nhiều người khác cùng chơi hoặc thông báo một người cùng chơi nhiều người cùng chơi cho nên sẽ làm cho ba người trong một niệm người hỏi những cái như thế đó trong
nó sẽ mọi người nó vào trong những cái gì cả, vì tao bắt lên trên còn trong mình ngồi tại cho khó nặng mới có hình kiếp này mới được họ thân người quỷ, mới là một mình cái sáng mới họ sanh họ thân xuất sanh tại sao chẳng một mình kiếp này mới đang sanh người và được người nhớ vào hai mình còn một hai tầng nguyên sức hay bị người khác gần một vợ thân không lâu phải xa là bác rồi nữa nếu mà tác anh chân khác cũng dừng mà còn mất phải tới số khổ như thế có nên là tại sao nó kiếm một em anh chưa có gì tuy là chứng lại nữa nên có một tác cho mình sai có người nam nữa là đang được mãi trong giường đói còn sống hay muốn chết thì không được thật ra là chân ba hết các hạng nuôi giữ cho nó cái hết trong nhà và cái là cho mình nguy hiểm một cái bóng đạp và cái và có cái thằng người đi cùng đi trải qua nhiều tháng nhiều năm nó mình làm mình bại cái biết nó cứ ra không sao khổ cái điều bên người đàn ông đó quyết định là cái này chậm nên mà là có chết và là có lành có một tôi cái nào nữa hơi mình có cái đó cho nên nó trước tổ chức Phật Bồ Tát chứ không cần cái này một tiếng cái tại mình tự cho nên trước chuẩn với Phật Bồ Tát chưa Bồ Tát tôi thấy mà đọc một cái nằm một biến lấy những món vật kia của một bệnh thường ưa thích như y phục đầu với quá nhà có con vườn đó trước người bệnh cứ cái lá một thứ gần chúng tôi trên đó hồi đó nêu người bệnh này đó trước kinh tượng hoặc đem những con vật này hoặc cúng dường kinh tượng hoặc tăng tượng hoặc Bồ Tát hoặc cúng dường cho hoặc xây dựng cho hát hoặc sống sống như hấp cúng và có một con hồng trụ sớm lên như vậy ba lần để cho người bệnh nghe biết ngày sáng nhìn hết con người bệnh cho phân tán nên họ đã giúp hồi học một ngày hai ngày ba ngày cho đến ba ngày cái nó sẽ bật trên trang mình nói cái tụng bên này người bệnh nó hơi giờ tiếp cái tờ bài này như tờ dán không là hết tờ hả người bệnh nó sau khi mà chung giờ cho hồi giờ từ trước cái tờ bài này như nó lên tờ bài dán không được hết tờ hẳn và sau đó cũng không nhớ biết về trước cũng nên là nên người đó tự mình chiếc cái này một bản người bên chép và tự mình rồi bán tự đáp án tự mình làm tác cho nên bằng khác bài đáp người đó theo với cái điện này lớn để có một với một để có bạn vì thế nên nếu không thấy có người nào là tụi mình này chính có làm cho đến cái là cho nên trong một niệm mà khen kênh này là có lòng con kính đối với kênh hạ mình trong nhiều con hạ mình dùng trong nhiều kênh trước để liên hướng người đó có lòng siêng năng chứ đừng hối hấp hạ có được hạ có thấy để cho mình mất công đức không phải các bạn hiện tại bị lai chính siêu đạo vong linh để mình nói đẹp quan cái cho mình xem những chúng sinh nào chú nhất ngôn cho chim bao hết các hàng quỷ thần cho đến các hình những cái hình lạ rồi hạt quần bã hạt khóc lóc hoặc cầu gãy hoặc hang hở hay hồng hoặc sạch sạch đó đều là vì một cha mẹ con em một chồng vợ liên hợp trong một đời mười đời hay trong đời nghìn đời rồi hết bất cứ bị đau lệch trong chúng đạt cho được cái khỏi không biết trong mong phương pháp lực này đã có bao nhiêu khó não nên nói về pháp bảo có từng có người có được có nhiều trong đời trước họ là cũng còn mong là phương tiện gì để cứu khỏi hết khỏi đạo để qua em nên dùng phước quay hồng khiến hẹn hồi đó đó chứ không thể có cho Phật Bồ Tát trong bài tập cái này một biến và cánh người thấy đầu đổ số 3 biến cho đến 3 biến rồi cái hai người họ đang mất cái đạo kia khi chúng mình kinh đổ số 3 biến nó xong sẽ đặn để hết thì đặn để sách thì nó trong sinh mệnh ngục còn hai ngày nữa có nói lại lại nữa này với người thế nhưng trong mình sao có những người hạ tiện một cái trai một cái gái những cái một người ta chơi ra biết là ra người ta chết cái gái còn sáng mai đó rồi nên chỉ tâm nhân ngữ lên đây tự nhiên làm một tác và cho mấy ngày nữa như hiểu có đề tài một tác đủ một con biến được đủ một con biến được những người như thế đó ở như thế đó khi mấy bà có hơn hai tỷ hiện đời chứ mình muốn đời sau mình sau ngày trong quý không còn sao đào và ép là nữa không còn phải sao đào vào ba đường ép nữa ba đường ép khổ nữa được những người như thế đó sẽ khi mẹ một mắt sau khi mẹ một báo thân hạ tiện ở hiện đời cho mình muốn đời sau hưởng sinh vào nhật hưởng sinh vào nhật tôn quý không còn phải mắt còn không còn có xa đà ba và ba đã ác khổ nữa đúng rồi con là con dễ nuôi đại bữa nữa là con khác nhưng mà sao nó có giúp cuộc đời các hàng sẽ lên lại bà Nam Môn chuyên giải cư sĩ bà Nam Môn chuyên giải cư sĩ tất cả các hàng người nhân tộc còn họ khác nếu có người nào mới sinh đẻ một nếu có người nào mới sinh đẻ một trai một con gái đợi cho mỗi ngày sáu mươi trẻ mới sinh ra đó mà
Nếu như thầy có đề tài Bồ Tát được một tí, là điểm cho đọc tụng kinh điển không phải như vậy này. Sớm về cái trẻ mà sang ở đó đọc tụng kinh điển không phải như vậy này, tại vì đứa trẻ đó niệm hiểu nghề trong cái đứa một con biến được vậy. Hai đứa trẻ là một là hai đứa trẻ một cha là gái sinh ra đó, nhưng mà trước nó có người lấy tập và chuyện bạn hát có cả nó sang ngủ vậy dễ nuôi để nó sống lâu. Còn nếu nó là nếu nó có lệnh màu xanh hồi là nó còn nãy nó vui hơn còn sống lâu hơn. Ngày trên kinh phố lại nữa đừng quên một cái trong tháng ngày 11, 18, ngày 18, 23, 21, 18, 19, 20 và ngày trên đây là các ngày mà các mà ngày mà các tất cả những lần định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cái những điều tôi xem có như vậy là không có gì thì chẳng phải là tội lỗi. Hôm nay là những kẻ mong nung với hai chân cách là cho mọi người chúng mình tội lỗi. Chúng mình, và tại sao nó có chúng sanh nào cho mọi người cho đến đây một cái trước tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh đã đọc cái này, đã đọc trong cái này một biến ở chúng mình có một chỗ người đã muốn lên tôi Nam Bắc trong cho mình trong khoảng 100 giây tầng không có xảy ra cái việc tai nạn, còn chính những người đã ở tất cả mọi người chào trẻ về hiện tại và vị lai trong trong mình nó có hai bác đạo người chơi cái nhân đây nó phải ngày nó phải mỗi ngày trong một biến kinh này hay là người trong nhà không phải mất phải thật bất ngờ đạo một cái dập trong quán này có quán người khác nên biết ngày này cảm giác các số người có lắng nhìn sẽ rất thân xa như thế. Chúng ta trong quả dịp hồi đời này có như lớn với ngày này tại đại sĩ có người ok có người được nghe nhìn hiểu cái điều này tác được nghe hiểu người tầm tác của cái tổng người tầm tác những đến nghe được ba chữ hay làm trong kinh này nói một cái một câu người sau đó được hồng sớm vui là hồng cũng sự vui là hồng trong hiện tại trong người là người đã sinh được sinh hình nói sao mình cũng biết hơn xinh đẹp hỏi sao mình cũng quen người xinh đẹp. Kinh này có kinh khi nghe Đức Phật khi nghe Đức Phật nhưng mà khi nghe tăng sĩ xong thì có người ta cùng xuống cho tất cung kính rồi bạch thủ Đức Phật cần mà Thế Tôn thì là lâu con đã biết mình là tăng sĩ này mình là tăng sĩ này có hàng lực lượng là không phải như vậy như thế xong nên về muốn chúng sanh cho mình sao biết rõ những lợi ích đó thì có nói bạch thủ cũng biết như lai vâng con xin kính nhờ là Phật dạy bạch Thế Tôn cái này là định là tăng gì giờ con định cho con đi bố thế nào. Nó phải bốn ngày bốn bảy cái này có ba hiện một là địa tạng bốn hình kinh cũng gọi là địa tạng bốn hình kinh đây là thứ hai cũng gọi là địa tạng bốn hình lực kinh đây là thứ ba gia bị ngày này tạng bồ tát từ cái đời xa đến nay thường phát nguyện ông lớn đạo đức chúng sanh nếu cao phải đúng hai tâm nguyện mình hành nhiều bát kinh này nếu quán như xong thực chịu cái tay cũng phải là phật mình lôi ra cái này tạng bồ tát công nguyện sao hết kinh địa tạng bồ tát bốn nguyện nói cả cái còn ngày mất phần bảy phương tu hành đạo. Lúc đó ngày tàn đạo tất cả cùng Đức Phật gần mà Thế Tôn con thấy chúng sinh không có như Bồ Đề thanh tâm niệm không chi để cho phải tội nếu gặp những việc phát sinh là còn những hắc tóc bên đầu còn học khi gặp con sư bác là lần lớn những người cho đó những cái mình nói là trong đời cần hai lần cần nói là cho đến lúc sau những người đó mà gặp hiện trước là những đám trâu là đem hết cả vì hiện trước hết đó có sức có cái mình lại khuyên đỡ người ấy làm cho người lại giờ đó người ấy khuyên đỡ là cho người ấy mình lên như sau khi đấy khỏi một lời đến chết bắn rồi thầy con xác nhận nó có được hết sói này có đi vào đó nữa nếu còn và đến với tôm những chúng sanh quay hóa ác có là tăng muốn là nó nhiều vô lượng nếu khi chúng sanh quay hóa cho là nó sớm mình chung thầy khi chúng sanh quay hóa cho là nó sớm mình chung thầy cha mẹ cùng phong quyến có làm cha cũng dường có được thầy cha mẹ cùng phong quyến sau phước lành thấy sự lợi cho người đó và chưa phải lầm và hấp bằng dầu cho trong kinh và cũng người cho Phật người tu các vị hạnh cho đến niềm minh hiểu của Phật Bồ Tát cũng bất chi Phật còn cho mọi minh hiểu hấp vào trong sâm chung và ở đây vẫn phát nghe biết cái hệ tạo ác người đó gây tạo thì tới nó bao bá hại đến để người đó phải chết hại đến người đó phải đào vào chốn hại đến để người đó phải đào vào chốn mấy đạo xong vì thâm nhập hân quyến mình người đó là tôn duyên thánh đạo nên tất cả đều tội ác người đó hay đều tu sạch nhưng sau khi người đó chết lại có 249 ngày vì người đó là tu tập bất lành làm với các vị về hành đạo hay có hai làm cho người chết đó có hẳn chống mắt đạo
thân có trời ở trong loài người, nó lên sự vui sướng mà hàng ngũ học hiện tại chúng ta đó cũng được vô lượng địa đó vì đó nên đó nên đây có đức Phật Thế Tôn còn và hàng trại gồng trong chúng người có phi nhân mà có lời chứng bản chúng sanh có bồ đề ngày năm chung cái hăng khuyến chế cái biết hại và chết người ta viên chánh thành của mình tới lễ bế hậu có một pháp bị sao thế vì vậy chứ hại tính tới lễ đó cũng có mình muốn chia lại cho người chết cả vậy có các thêm tội duyên của người đó làm cho sanh lại em thôi vậy có thêm tội duyên người đó làm cho sanh lại em thôi vậy có thêm vậy sẽ người chết đó là nên xin cái đó nếu là trước cái đại tại bây giờ đó chúng ta phần thắng quả sẽ thêm một quả trời trong là người họ lấy sự vui sướng á nếu cho sự người chết đó hoặc là trước cái đại hiện tại vừa rồi ta chứng được phần thắng quả sau mà có trời trong là người nhưng bị về lúc lâm chung hệ hưng hụt đã gây tạo một nhân chẳng lành cũng là cho người chết đó mất lấy lợi có đã biện trong sau mà chống lành cũng vì là người kia chết có sinh thành chưa thành là chút từ lành gì hãy cứ vì vậy cứ theo nghiệp các câu hỏi đây gây tạo mà tôi phải bị sa đà bát đạo thì hưng hụt nó là để làm cho người ấy thân nghiệp của người ấy nặng nề thêm cũng với nhớ của người từ xa đến từ thời gian 3 ngày và còn có bác nặng 500 cân không gặp người bắt gặp cái lưng cận người cái thêm mới được vật nữa vì vậy mà người đó cũng có nặng nề thêm người đó cũng có nặng nề thêm ở đây trong con sách chúng ta có như vừa đầy ở đây chúng ta có vật như có hay làm việc làm một sợi lông giọt nước mà một hộp cát một mấy bụi nhỏ hay những cái xanh như thế để cho mình được đá hết cả khi đó khi này tại nó lẽ xong chúng họ có một vị chúng trở nên là đại biện ông chúng trở nên từ đâu đó chúng mong sanh hơn hiện hai chúng giải đó có được chúng sanh mười phương ông chúng ta cũng kính mà hỏi ngài đại tràng bồ tát người đại sĩ chúng sanh đang gửi vừa đề này sau khi mình chung thì thân quý trong nhà và cái lớn người nhỏ vì mình đã tập cái công đức cho nên hai cha cũng dường tụ tập cái phước lành hay những người như thế cái đàn đó nó bằng lên hết văn người đại tạng nó đáp rằng nè tiếng giả nên tôi bị tất cả sanh hiện tại này còn hỏi ra sao cho nên là cái đức Phật mà nói được về việc đó nên khán giả những sinh có hiện tại này cũng không biết là sao nhưng thực hiện mình chung mà nghe rằng hiệu có một đức Phật hiệu một Bồ Tát hiệu một có chư Phật hay không nên là có tội cũng có tội điều nào tất cả nếu có người nam còn người nữ nào không cho tôi bất thành mà lấy nhân tội ác sau khi mình chung sau khi người đó mình chung hẹn quý trong nhà vì người chết đó mà người ta bất lành hẹn quý trong nhà và cái người nhỏ vì người chết đó mà người ta bất lành nên tất cả vì về hành đạo hay người chết đó hãy cho mấy Phật công đức người chết đó hơn đồng một phần còn sau Phật công đức mọi người không biết người đó tồn tại đó hoặc là không biết người đó tồn tại đó vì thế nên đó nên tất cả người hiện nay và người hiện nữ hiện tại cùng vị lai hiện tại vị lai nên cố gắng tu hành để đạt cho phần công đức không mới giữ vô hình kia không hẹn mà đến được hồi vô mệt mà chưa có là tại 2 phút cho phải 49 ngày như nghe điếc hoặc ở cái tư xã đặc biệt là một hiệu quả nên lúc mình chưa biết chắc làm sao đó hà đến mình muốn sổ khổ có nghĩa là phi đạo và các đạo nên có một người có người chết khi chưa được hóa sanh trong khoảng 49 ngày luôn trong ngắn hay có nhục tôi không biết là nó có mất cho và khoảng 49 ngày hay có gây nghiệp họ nó có báo nó sẽ người chết đó người chết đó là các cái tội người chết đó là các cái tội phải có trải qua trong 100.000 năm không có lúc nào không có nào là thoát khỏi còn nếu là kẻ vào nơi tôi chán thầy cái tự thầy cái ra đại ngục thì cái sẽ có trong 1.000 kiếp muôn kiếp nên này cho ông tiến giả nó sinh vào người như thế như có hàng hương quý cốt nhục thì có những hương quý có làm chai để giúp hen thuốc lành cho người chết đó thời khi sống sửa chơi rồi còn trong nước đang làm cho có đem nước chở lá dao đó vải canh đất hoặc cái đồ ăn chiên cúng cho Phật cùng tăng hai chân đợi trước nếu như cho phép là không được tôi sạch cái lưỡng thời người chết đó chọn không được cái nào cả nếu thấy cái gì tôi sạch cái lưỡng nên cúng cho Phật cùng tăng thời cho con Phật công đức còn chết hơn được một phần nếu kiến giả bị thế nên những sanh phải của đại cho nên là sao như có như cha mẹ hay hàng quấn trong nhà có người chết nếu có thể này hàng tiếng giả
vì thế nên chúng sanh nên có ý bồ đề sau này, như có như cha mẹ hay hàng ngũ hộ trong nhà có người mất, nó có thể chí tâm cầu khẩn, nó có thể làm chay cúng dường chí tâm cầu khẩn thầy những người thế. Hãy trong cầu khẩn thời cái còn của người mất thì đang lết cả, hãy những người như thế cái còn là người mất thì đang lết cả. Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời này xong, khi mà ngài tới nói lời này, ta cũng cho nó lại có nghìn số nghìn có số nghìn mất ngay tha quỷ thần với tâm bồ đề vô thì với tâm bồ đề vô lượng ông chứng giả đại biện vô mừng con này thành lễ mà lui ra. Trên Địa Tạng Bồ Tát phóng nguyện phẩm thứ 8 như là phép vui dung ra khen ngợi vô cùng với vô quân tập lớp đó trong miệng nước vì có vô lượng vị đại với vương cùng với vua Dung La nằm ra nó cũng trở ra lại cho có đức Phật các vị với vương nó tên là ác độc với vương đã ác với vương này chính với vương bạch hỏi với vương hỏi với vương xuất hỏi với vương thái ngân với vương vị văn với vương điểm với vương là nhiều với vương nằm hối với vương hoạch với vương chủ hai với vương chủ hạ với vương chủ quốc với vương chủ tài với vương chủ hợp với vương chủ số với vương chủ cầm với vương chủ hối với vương chủ miệng với vương chủ sản với vương chủ mạng với vương chủ tập với vương chủ hiển với vương tâm với vương thứ một với vương của một cái vương kỳ lá của vương đại kỳ lá của vương kỳ lá sa vương đại kỳ lá sa vương ai la cha vương đại la cha vương nhưng việc này với vương như thế mà vị còn biết còn muốn biết cho mình thấy với vương mọi việc này có phải chấp được không chị cái vị vương nó cùng với vương Dung La nên sức sơ hạnh của đức Phật còn với là cái người này thành ra Bồ Tát nên nằm nó cũng chạy ra lại đứng một phía vương Dung La bài Phật bây giờ vương Dung La bài cùng đức Phật bây giờ vương Dung La mới chúng ta bài cùng đức Phật càng bạn đứa tôm là chúng con cùng với các vị vi hần nên số vi hần có đức Phật gọi là người này tăng đại bội tăng bồ tát mới đến đây hỏi nên cũng chờ đợi này đợi lại này mà cũng là vì chúng con đang phước lành vậy thì chúng con có chút bị nghi ngờ nhớ bạn hỏi đứa tôm có tên đứa tôm thì bây giờ chúng con chỉ dạy cho đức Phật bảo Vua Dung La cho phép hỏi là sẽ về ông mà dạy gõ Vua Dung La bạch Phật bây giờ Vua Dung La chỉ người nói là đứa tôm và mới lại người này tăng bồ tát rồi bạch cũng đức Phật càng bạn đứa tôm quan sát người này tăng bồ tát ở trong sáu đường có chúng sanh trong sáu đường có chúng sanh phải thật khổ người không từng bạch nhập ngày nào một tết đây có ngày nào một tết có đã có hàng không sức hàng không hỏi cái bài được như thế vì sao mà những ngày chúng sanh mất phải ta báo vì sao mà những hiển sanh bị đánh hết khỏi ta báo không bao lâu là phải bị đập vào ác đầu nữa người trong tết này đã có hành lực chân thẳng như vậy như thế tại vì cái sai những sai chính trị nương về đền lành để được giới thái mãi mãi có xin nói tôn những có về đó cho chúng con Phật giải sư nhân với Phật bảo Vua Dung La rằng có xin nhân có gì về đời tính tình cũng có chỉ có sửa người này trong một tết đây nhưng cho mình kiếp cái tình có với chúng nó là sẽ sớm được giới thái những người bị đạo và những người bị tạo pháp cho nên bị đạo lợi ích lớn người này tạo tác xuất không tiện như sự có các vật chiên là chúng sinh đó như biết như của biển này trước những sinh có như hồi đại các nghiệp ép và tai nạn tại vì chúng sinh có như hồi đại các nghiệp ép và tai nạn nhưng vừa phá đạo là và trái lại là nhờ cái người này tạo tác và trải qua nhiều số kiếp lo lắng đau hết để cứu độ chúng nó ví dụ có người mới mất nhà mình đây là con đường hiểm nhưng con đường hiểm mới có nhiều hướng về sau còn sáu sẽ đứng đọc vòng cặp người bên này đường kia đi ở trong đường hiểm đó thì lấy nó sẽ bị hại có một vị trí hết các nhiều pháp vật lạ có hai trường sẽ hại cho đến hai trường với so các loại độc chờ gặp người bên đường kia mình vẫn có rằng ông hay nè ông kia ông có cái sự vào trong này ông có cái sự mà vào trong này ông có hai pháp vật lạ gì có hai trường sẽ độc hại chăng người này đằng đó bỗng nghe lời hỏi trên mới gọi là con đường hiểm nạn bèn nó trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn vì hiện giác ấy năm trời dắt những người đó ra khỏi đường vì hiện giác ấy năm trời dắt những người đó ra khỏi đường hiểm nạn đến nơi con đường tốt làm cho được ngõ bảo rằng này đường cái nào sẽ chắc vào con đường hiểm đó nữa hay và con đường hiểm đó chắc phải có khó đặng đã còn phải bị tốn đến mạng người lạc đường cũng sẽ làm cấm chậm nước từ biệt nhau vì hiện giác là nhận thêm nên có gặp các quan người hân cùng những người đi đường một trai hay là gái hãy nên nói cho hãy nên bảo cho họ biết con đường
không biết cái này nó có cái sự sự hiểu này và đó ốc nó tổn thất mạng ông chết thì họ đó ông với họ thuộc về cái chết. Cái đây họ thường cho chết vì hết là ngày này tăng bồ tát có sức từ bi vì hết là ngày này tác đủ sức từ bi lớn có điểm sanh mất phải từ khổ có sự mất phải từ khổ muốn kiếm nó sanh lên có chào vào trong đời người hết là sự của sức tốt đẹp nhưng nó sanh lên có chào vào trong đời người hết là sự của vô sức tốt đẹp nhưng sanh mất những sự mất phải từ khổ. Rồi biết sự có cho con nhưng con đã kịp rồi thằng chấm đã không nhờ thằng chấm lại nữa nhưng người ra đường kia là bà con đường hiểm rồi bị chết nhắn chết cho ra khỏi hay không bao giờ còn không bao giờ còn lạc vào nữa gặp người khác lại bảo chết vào đường hiểm nặng ấy. Thầy nói rằng mình là người lên đường, quên đường đi lẹp vào đó. Nên bạn hát khỏi rồi. Chọn tránh còn cháu vào đường đến nữa. Nếu còn cháu vào đường đến hay là còn bị làm. Chẳng biết nó là con đường ác nghiệp mình đã thường xa lại rồi. Hát nó phải mất mạng. Chúng sanh nên có gì về đời. Những chút sinh những chút sinh những sinh này nhưng trong đời sau này có những sinh nào cái phần tân nghiệp phải là bác đạo nghệ tại người tết những chút phương tiện của bất chứ làm cho cái nó là cái thác những sinh này cái giải thoát sinh mà có trời rồi cũng vẫn trở vào vẽ đâu nữa. Rồi cũng vẫn cho bãi rồi nữa nếu như chúng nó bị đặt nếu như chúng nó cái tiền ép quá nặng thả mấy chỗ này ngục không có lúc nào được thoát khỏi biết vương bạn nguyện bây giờ bắt đầu biết vương cái răng kính mà thân kính bạch mà đức cũng rất là càng bạch thế tôn nhưng con là hãy biết vương sẽ đông vô lượng anh nhân coi vừa đời mà có quý vị làm lấy cho người và có quý vị làm tấm hai cho người mỗi mai thì không đồng nhau nhưng về nghiệp báo kiếm người cũng cần được hai giới nhiều lợi ích nhưng mà sinh nhà người sớm lại sinh nhà người sớm lại chạy vừa buồn nhà trong đó như có người nam trong đó như có người trai cái gái nào cho được tu được chút bất lành cho đến che một lá phai một bát khác chút hương chút hoa cũng được thực phật còn mình thường bồ tát như thế phật bồ tát đọc hoặc đọc tụng kinh nhưng đốt hơn cũng dùng một vật cây và con kinh hiện tiểu vương chúng con không kính là lễ người đó nhưng có lễ cái đức Phật khảo cứ hiện tại có lúc bi lai chúng con cũng xây cái hàng tiểu quỷ có quy lực lớn còn cái phần chết cái cuộc đất đai đó để báo cho giữ gìn làm cho những còn không cho những việc chữ cũng sự tai nạn bất kỳ bệnh tật hiếm nghèo hình lành cho nên việc không tự ý đến gần chỗ cái nhà đó không là để cho phải chịu không là để vào cửa không là để vào cửa để mà khen việc mà khen quý vương rằng hay hay tốt hay cái ông có thể ủng hộ cái nam cùng hai nữ như thế để công trình cho các vị chạp phong vương để hết hợp với các ông chúng mình dành thơ nó là xong cho phát khỏi một vị chúa mạng tên là có một vị đại quý vương tên là chúa mạng cũng cái tên mà còn rất là càng mà đứa tôm bảo một chân của con là cái bảo một tuổi học của một người nhưng có sinh như vừa đời thì thân nguyên tử con được có biết đó cái hôm nay bảo một con học có lẽ có lớn cho mọi người tại vì chúng ta cũng có như vừa đời không hiểu con nên nói khi sinh khi tử con đều để ngón tay làm sao thấy khi sinh nữa là kiên ác là người chân có như vừa đời chúng sinh nở khi mới sinh nên là bị bất lành người cũng có như bồ đề khi mới sanh không định là con trai hay con gái khi mới sinh ra nên là việc phước lành hãy giúp hay lá trên nhà cửa
nên là việc có lệnh cho phép nhà lá cho nhà cửa hãy hối đệ hôn mừng hãy hối đệ vô mừng không xét ủng hộ các mẹ lên con người không biết có được lợi ích như sau khi đã hạ sinh rồi chắc có phải cẩn thận chứ có giết hại để người lấy như vậy tên ngon không có cho người sang món ăn và là nhóm hộp kiến hộp bằng hũ để ngủ hệt ca sang đằng sáu đó là những việc trên đó có thể làm cho mẹ đứa con chẳng được ăn vui tại vì sao thế vì lúc sinh sản nguy hiểm đó có vô số lời quỷ dữ cùng một quá trình miễn mô hát tanh vì các con sống sang các vị hàng lên sẽ chặt hố địa ở ngoài mẹ con người đó làm cho đề đã ăn vui làm cho đề đã như thế đã làm cho đều đặn ăn vui làm cho đều đặn ăn vui làm cho đều đặn ăn vui là rất lớn người đó cảm thấy mình được ăn ổn họ đến để nên làm việc là để nó không hố đệ trái lại chiến hạ sinh vật như cùng nhóm học quý hụt vì lẽ đó đã phạm tội lỗi ác phải tự khỏi lấy tao và mấy con đều tổn chính là rất tốt là người trong quán vô đời đến lúc miệng chung con cũng hôm nay là người lành hay cả dữ con cũng muốn cho họ không phải sao đâu mà chấm biết đạo không là những kẻ đó là những người đã gây tập có phước không là những người đã tu tạo có phước lành giúp hơn với lời cho con con có cho bà để những người làm lành đến lúc miệng chung còn có trăm nghìn quỷ hằng phát đạo và khuyến nghe hành cha mẹ và nhắn làm có là người hăng quyến hãy nhớ tụng hồn người chết làm cho đạo là phải chấm biết đạo không gì những kẻ có số tiền đã sẵn tạo nghiệp ác mình nói với tôn những kẻ niềm tưởng nguyên nhân có như bồi đầy người làm chung không bị đó là đề dữ cho đến mắt người ta không còn thấy nghe gì hết hạng quyến nên về người đó mà tu tập phước lành hạng quyến của người làm chung đó nên sắm sửa làm sự cúng dường lớn chuyển đọc thông kinh cho đến niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát tôi tạo như phút là như thế thở cái lâm cho người chết đó đã khỏi cho mấy đạo đừng lợi ích lớn đã khỏi đó cái hướng mơ quỷ thần thấy địa phương luôn tan cả hết bà thấy tôi còn sát khen bà thấy tôi tất cả chúng sinh trong cõi tất cả chúng sinh ngày nước lâm chung còn sát khen bà thấy tôi để tôn tất cả chúng sanh trong chung nếu mà đại nhân hiệu của một đức Phật nhân hiệu của Bồ Tát như một công về cái kinh điển đại thừa con sẽ sát hại người đó chịu nó tập vô gián còn ta sát hại nhưng nghĩa cho nhỏ đang lấy bởi vì đạo vào cho bất đạo đều đang nghĩa thác đều đang thác khỏi cả đức Phật công nhận đức Phật có chúng mình mới công nhận ông mỹ có làm đại từ nên có hai bác ca lời nguyện ngâm đắng như thế hoặc là ông có quyền làm đại từ nữa thái bác cha là nguyện công lớn ở trong một sinh tử cũng hỏi chúng sinh như thế vậy chúng là sao như có người nam tử chính nhân nào rất đông chung ông chết là qua lẽ là người trên đó giờ nên để làm cho họ để nên làm cho dạo hát mấy đại ăn vui cho mấy con bạch của Phật xin hết mấy thế tôn chớ lo giờ này có con luôn ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh khi thử mình cho điều đó rất lớn ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh khi thử làm cho điều đó ăn vui chỉ cho mong lúc những sanh trong lúc sanh khi thử hay là có con đã nói nên đó họ có thể xin hãy là các con đã nói trên đó là cái điều đặn điều giải thoát có hẳn được lợi ích lớn bây giờ Đức Phật bảo ngài đi theo mọi tác vì chú mẹ vì đại với vương đó ta thường chứa bên trong mình là vị với vương ông mọi chúng sanh trong bất sinh khi thử đó là bậc Bồ Tát đại sĩ vì là thành viên phát hình thành quỷ chi thật không phải không phải quỷ có 170 kiếp sau năm đó sẽ đạt được hay là vô tướng Như Lai cái đó tên là lại có nước tên thành trụ thằng mấy cái vật đó đang số ghét không phải tính được này là cái mà test vì đại sự của vị đại vương nó không phải như vậy như thế
hàng trời còn hàng trời còn cũng được bên đó đâu hát với số cái cũng với số không phải hàng lận theo danh hiệu của chư Phật. Lúc đó ngày này tại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: nay con bị chúng sanh trong đời sau mà có bài những sự để ích làm cho chúng sanh tử đang nhớ ích lớn của sinh hữu tôn cho phép con nói đó. Nếu bây giờ Đức Phật có ngày này tại Bồ Tát nên muốn phát cái lòng từ mà như nó phát cái lòng từ để có tất cả chúng sanh mất phải đau khổ mà như nó sẽ chân thành nghe bài. Bây giờ chính là phải lúc này nó ngay đi sẽ không có sanh làm xong người đó thì giờ có bên bàn cũng không còn phải là ngày thì tất cả chúng sanh hiện tại bồ tát nữa. Bây giờ Đức Phật bỏ ngày này trong một bây giờ đi ngày này trong lớp bạch còn Đức Phật hồi đầu một số cái bài học của Đức Phật đây là bồ tát như lai những con người nam nữ nào nghe đến hiệu của Đức Phật đây tạm thời mà tạm thời sẽ tụng kính người này đi sát tại tại nơi tới trong 40 kiếp hôm nay là bài đáp hình tượng cũng nhiều tháng tháng là ngày sau kế bài học có cái đáp bậc đại là bốn tháng như lai nhưng có người nam người nữ người đó nhận hiểu đáp bậc đây có tâm quý vào trong khẽ móng tay người này cho hắn có một hỏi chuyện nào bốn chính giác để học có cái đáp bậc đại là ba năm mà hắn như lai nhưng có người nam người nữ người đó nhận hiểu đáp bậc đây hát lỗ tay thì người này là một người là sáu sáu lần trời có dục hôm nay là chỉ tập thân niệm là về học thứ đại hành hạ xa số lại bất khả thuyết cái là sao về trước có đức Phật ra đời hiệu là sơ tử hóng như lai nhưng có người nam người nữ là người đến hiệu cái đức Phật đây thì người này đang gặp người này sẽ đặng gặp vô lượng đức vô lượng cái đức Phật sau đến hỏi ký cho lại về hậu xứ có đức Phật ra đời hiệu là cao lưu tôn như lai nhưng có người nam người nữ là người đến hiệu cái đức Phật đây nhưng tâm người đã bái gặp lạc chỉ tâm chỉ người đã bái hoặc lại tháng tháng người này nó phóng hỏi có một người đức Phật trong hiện kiếp làm việc đạo phật phương đạo phật ký đạo phật hưởng cho lại về hậu xứ có đức Phật cái đức tỳ bà hy Phật lại về hậu khứ cái đức Phật ca đại là tỳ bà thi như lai nhưng có người nam người nữ nào mới đến hiệu cái đức Phật đây như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu cái đức Phật đây hồi mấy không còn đạo vào chỗ mắt đạo hồi sao mà có hồi sao mà chúng cho người khác sẽ vô hắn bây diệu là vô lượng số hàng thập kiếp về hậu xứ có đức Phật ca đại hiệu là đa bổ như lai nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu cái đức Phật đây hồi sẽ sẽ khỏi tội khổ trong liền đặng thoát khỏi ác đạo nên nó khỏi ác đạo phần ở ta cũng chẳng nói sâu vui hắn bây diệu tại vì hậu số cái bậc ca đại hiệu là bổ tướng như lai như có người nam người nữ nào nghe theo cái bậc đây sao là cũng tính không bao lâu ngày sẽ đặng qua la hán đã bị lỗi số kiếp hậu số cái bậc ca đại hiệu là ca sa chàng như lai nhưng có người nam người nữ nào nghe theo cái bậc đây hồi sẽ sớm sinh tới cho 100 đại kiếp lại về hậu số cái bậc ca đại hiệu là tại không sao vui như lai nhưng có người nam người nữ nào đến hiệu cái đức Phật đây họ đang vô lượng họ sẽ đang gặp vô lượng cái đức Phật có nhiều pháp màu cho để đang đạo bồ đề là bảo khứ đức tịnh nguyện Phật đức sơn vương Phật đức tịnh nhân vương Phật đức chí hành tổ Phật đức tịnh nhân vương Phật đức chí hành tổ Phật đức vô thượng Phật đức diệu thanh Phật đức mãn nguyệt Phật đức nguyệt diện Phật có bất khả thuyết đức Phật Thế Tôn như thế những chúng sanh trong những sinh đời sau những chúng sinh trong hiện tại còn phải bi lai hoặc là chờ đợi người hoặc nam hoặc nữ trên đường hiệp của một đức Phật thôi cũng được vô định lợi ích không nên là xin được nhiều danh hiệu những sinh đó chúng ta sinh được khi tử là vô lượng phước lành không nhiều còn phải xa đạo bãi chối đạo nữa như có người nào sắp mạng chung thì không biết trong nhà nhớ đến một người vì người bà sắp chết đó mà nên nói thấy danh hiệu của một đức Phật rồi chết đó trời năm tao nó có dáng cái này tao bác khác hay thì tao sạch nên ta lắm mới dán kia cái lần này thế là cháu bài kia hắn không khỏi đồng quá khổ nhưng bởi vì lúc trong chung hiện quý vì người đó vì người khác mà xin người khác vì đó mà xin niệm của chư Phật nên các đề tòa nạn hết đều là tôi sạch cả đều là tôi sạch cả hôm nay là tự hôm nay là chúng sanh đó tự mình xin niệm như hiệu của chư Phật người này đừng vô lượng phát lành trừ diệt vô lượng khổ cái này tại một tấm ban nguyện quyển chung hết địa tạng cho nên trong một tốc nguyện với chung hết em nhìn bổn hạnh địa tạng hạ nguyện rộng sâu gậy vàng châu sáng đổi chúng sanh địa ngục khổ không ngần tinh tấn kiền hành khỏi mắt khổ trầm lưng nam mô hằng trụ học phương pháp nam mô hằng trụ học phương pháp nam mô hằng trụ học phương pháp nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ha ha ha, Bụt Sam Mô Đi So ha ha.